Bây giờ chúng ta tiếp tục với ví dụ 3. Lớp 3A có 10 học sinh giỏi. Lớp 3B có số học sinh giỏi nhiều gấp đôi số học sinh giỏi của lớp 3A. Tính số học sinh giỏi của lớp 3B. Như vậy, từ đề toán này chúng ta sẽ tóm tắt như sau. Lớp 3A có 10 học sinh giỏi. Tóm tắt. Lớp 3A có 10 học sinh giỏi và chúng ta sẽ có lớp 3A này có 10 học sinh giỏi. Lớp 3B có số học sinh giỏi gấp đôi lớp 3A. Vậy ta sẽ có gấp đôi của 3A. Lớp 3B có số học sinh giỏi gấp đôi của lớp 3A. Và cuối cùng họ yêu cầu tính số học sinh giỏi của lớp 3B. Vậy ta sẽ có lớp 3B có ... học sinh giỏi. Bây giờ chúng ta cùng phân tích. Lớp 3A có 10 học sinh giỏi. Lớp 3B có gấp đôi số học sinh giỏi của 3A. Như vậy, nghĩa là chúng muốn tìm được lớp 3B thì chúng ta phải lấy số học sinh giỏi của 3A. Cái này là 10 em. Và chúng ta gấp đôi lên. Gấp đôi là gấp 2. Như vậy, muốn tính số học sinh giỏi của lớp 3B thì chúng ta sẽ lấy số học sinh giỏi của 3A là 10 bạn và gấp đôi lên để gấp 2 lần. Có nghĩa là lấy 10 nhân với 2 thì chúng ta sẽ tính được số học sinh giỏi của lớp 3B. Và đây thầy lưu ý gấp đôi có nghĩa là gấp 2 lần. Từ đây thì chúng ta sẽ có lời giải chi tiết. Bài giải. Lớp 3B có số học sinh giỏi là ở đây thầy cũng lưu ý các em cái lời giải này thì chúng ta dựa vào đâu để chúng ta đưa ra lời giải, dựa vào xem là họ muốn hỏi cái gì thì chúng ta sẽ trả lời cái đó. Chẳng hạn như bây giờ họ hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi thì mình phải trả lời lớp 3B có số học sinh giỏi là, hoặc là bây giờ mẹ nói là em hỏi em ăn bao nhiêu bát cơm thì em trả lời là con ăn số bát cơm là. Cái lời giải này cũng rất nhiều bạn bị nhầm lẫn. Và một điều nữa thầy nhắc là đơn vị. Ví dụ như ở đây lớp 3B có số học sinh giỏi là, nghĩa là chúng ta đang hỏi bao nhiêu học sinh thì cuối cùng chúng ta phải trả lời là gì? Có 5 học sinh, 7 học sinh, 10 học sinh, nghĩa là có bao nhiêu đó thì chúng ta cái đơn vị của nó phải là học sinh, hoặc là có bao nhiêu em, hoặc là bao nhiêu bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Lớp 3B gấp đôi số học sinh của 3A, nghĩa là chúng ta sẽ lấy số học sinh của 3A là 10 em và gấp đôi lên, nghĩa là gấp 2 lần. Có nghĩa là nhân với 2 sẽ bằng 20 học sinh. Vậy lớp 3B có 20 học sinh rồi, phải đáp số 20 học sinh. Đơn vị đây thì các bạn có thể viết là 20 em hoặc 20 bạn cũng được. Như vậy thầy đã dạy xong cho các em bài gấp một số lên một số lần. Thầy nhắc lại, bây giờ muốn gấp một số lên một số lần thì chúng ta sẽ lấy số đó nhân với số lần. Ví dụ bây giờ thầy muốn gấp số 3 lên 5 lần. Gấp lên 5 lần. Lên 5 lần. Thì thầy muốn gấp số 3 lên 5 lần thì thầy sẽ lấy số đang cần gấp này nhân với số lần. Nghĩa là chúng ta sẽ lấy 3 nhân với 5 bằng 15. Hoặc bây giờ thầy muốn, bây giờ thầy có số 8 mà thầy muốn gấp lên 6 lần. Gấp lên 6 lần thì thầy sẽ lấy số 8 này ra cần gấp và số lần là 6, thầy sẽ lấy 8 nhân với 6 bằng 48. Nói chung lý thuyết này thì khá là đơn giản. Tuy nhiên thì không ai ra bài tập mà bảo gấp một số này lên nhiều lần cả, mà thường thì họ sẽ kết hợp vào các bài toán có lời giải. Thì từ đó các bạn phải xác định xem số nào đang cần gấp lên và gấp lên bao nhiêu lần thì chúng ta có thể giải quyết được bài toán một cách đơn giản.